Theo dự báo mới nhất của tổ chức khí tượng thế giới, 40% khả năng là toàn cầu sẽ nóng hơn vượt qua mức giới hạn đặt ra. Thực tế toàn cầu đã nóng hơn 1,2 độ C và 40% khả năng ít nhất là một trong 5 năm tới, nhiệt độ sẽ cao hơn mức 1,5 độ C đã được đặt ra tại hiệp định khí hậu Paris năm 2015. Tổ chức khí tượng thế giới cũng dự đoán là 90% khả năng thế giới sẽ lập thêm kỷ lục nữa về năm nóng nhất, xô đổ kỷ lục trước đó là năm 2016. Đại Tây Dương sẽ tiếp tục tạo ra nhiều trận cuồng phong, tiềm ẩn nguy hiểm hơn trước đây.